Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách xã hội trong 2 tuần tới. Căn cứ vào tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh đang diễn biến phức tạp khi xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm mới chưa được xác định nguồn lây, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn thành phố trong 14 ngày tới để phòng chống dịch COVID-19. Thông tin cụ thể sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách cập nhật ngay sau đây. Sáng nay 14 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp còn có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Theo đó, ông Nguyễn Thành Phong quyết định tiếp tục giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 toàn thành phố trong 14 ngày tới. Như vậy, thay vì kết thúc giãn cách xã hội vào lúc 0 giờ ngày 15 tháng 6 như chỉ đạo trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giãn cách 2 tuần cho đến 0 giờ ngày 29 tháng 6. Về tổng thể, tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện liên tiếp của các ca bệnh trong cộng đồng. Tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến khá phức tạp, cho thấy nhiều khả năng dịch bệnh đã xâm nhập từ đầu tháng 5, tồn tại ở 4 đến 5 chu kỳ lây nhiễm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị 15 thêm 2 tuần nữa. Riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 chuyển từ chỉ thị 16 sang chỉ thị 15. Tùy vào tình hình giãn cách trong một tuần tới, mức độ kiểm soát ra sao, sẽ có những khu vực sẽ chuyển sang chỉ thị 16 hoặc chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Đề nghị Ủy ban Nhân dân các quận huyện tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm hơn nữa các trường hợp vi phạm, nhất là nơi có tổ chức ăn nhậu, tụ tập đông người. Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố đề nghị không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, giữ khoảng cách giao tiếp tối thiểu 2 mét, dừng các dịch vụ không cần thiết, chỉ các dịch vụ hàng hóa thiết yếu mới được mở cửa. Những nơi tụ tập đông người, nếu phát sinh ra dịch bệnh thì các quận huyện ở khu vực đó phải chịu trách nhiệm. Ông Phong cũng yêu cầu các nhân viên, viên chức ở các cơ quan nhà nước phải thực hiện nghiêm và tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao thì có thể áp dụng một số biện pháp cao hơn nữa trong chỉ thị 16. Nơi nào đảm bảo an toàn, kiểm soát được tình hình thì có thể áp dụng chỉ thị 19. Vấn đề quan trọng là cùng một lúc áp dụng nhiều biện pháp khác nhau nên cần phải có kế hoạch chặt chẽ, hạn chế tối đa thiệt hại không cần thiết. Theo Sở Y tế thành phố, hiện các chuỗi lây nhiễm liên quan ổ dịch tại điểm sinh hoạt của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng đã được kiểm soát. Tuy nhiên, thành phố xuất hiện một số lây nhiễm mới sau khi phát hiện nhiều ca dương tính qua khám sàng lọc ở các bệnh viện, trong đó có số lây nhiễm tại bệnh viện nhiệt đới vừa được phát hiện hôm 11 tháng 6 và đến nay ghi nhận 55 ca nhiễm. Ngoài ra, một số ổ dịch khác chưa rõ nguồn lây ở Củ Chi, xưởng cơ khí Hóc Môn 49 ca, chung cư E-Home, quận Bình Tân và khu dân cư phường 16, quận 8 và xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh 47 ca, đường số 11, phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức 6 ca, ấp Tân Thế 2, huyện Hóc Môn 22 ca. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nội dung trên. Nếu thấy bổ ích, đừng quên like, share và subscribe kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!